Hôm nay mình tìm vào bắt được rất là nhiều những loài cá đột biến đầy màu sắc luôn nha các bạn. Mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn các bạn nhỉ. Rất là nhiều những con cá koi nha. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha. Cho nên là cá koi nó rất là nhiều màu sắc như vậy nha các bạn. Đây mình bắt được mấy nghìn con cá liền nha các bạn. Cái bể cá này đẹp quá đi này. Các bạn ơi, còn đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cái khu chăn nuôi của mình cho các bạn xem nhá. Đây có hai cái bạn thỏ này. Hai cái bạn thỏ này xinh như này, đẹp này. Vui tê nhá. Oh my god. Ồ các bạn ơi, bây giờ mình cùng các bạn thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Các bạn ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá đẹp lắm nha. Ok, bây giờ mình cùng các bạn thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đây các bạn ơi, ok đây, rất đấy nhiều những con cá đầy màu sắc đẹp luôn nha. Ok, rồi và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt và tìm hiểu những loài cá nhá. Ok, và mình chào các bạn nhá. Hôm nay các bạn cùng mình đi bắt cá nhá. Ở cái hồ nước này có cá nhá các bạn. Có nhiều những loài cá siêu to khủng lồ nha. Rất là nhiều những con cá koi nha các bạn. Ok, nhiều cá lắm các bạn ơi. Có cả cá chê nhá. Những con cá chê mà to bằng con heo đấy. Để cá chê này các bạn này. Bự nha, bự nha. Ui dùi ui. Cá chê mà to bằng con heo kìa. Oh my wood chop luôn đi. Bự nha. Oh my god. Con mèo này. Ok bạn mèo này. Ok bạn mèo xịn đi. Oh bạn mèo tu bin nông xu này. Ở cái hố nước này có cá nha các bạn. Có nhiều lắm nha. Có nhiều những loài cá siêu to khổng lồ nhá. Đây để cái bạn mèo này. Các bạn ơi, hôm nay đi bắt cá mình có mang theo cái chậu đựng cá rất là lớn đi nhá. Đây là cái chậu đựng cá có cái màu xanh luôn nhá. Các bạn ơi, nào, ở dưới cái khiên này các bạn. Ở dưới cái khiên này có cá nhá. Mình thấy nó rất là nhiều cá ở một ổ cá liền đây này các bạn này. Ui dù ui. Ái da da. Ui dù ui, cá đây các bạn, con cá koi này có cái màu bò sữa đây. Ôi dù ôi xịn. Ồ, mình bắt được một con cá rồi nha các bạn. Ở cái hồ nước này còn rất là nhiều cá lớn đi này. Còn nhiều cá lắm các bạn. Đây con cá rô phi này. À, cá rô phi đây các bạn, xịn luôn. Ok, con cá koi này có cái màu vàng đẹp quá đây này. Ok. Đấy, mình bắt được 3 con cá rồi nha. Ok kìa, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ở cái hố nước này vẫn còn rất là nhiều những loài cá nha. Ở đây con cá rô này. Các bạn ơi, con cá rô này. Ôi xôi xịn xò luôn. Ok. Đây đây con cá gì? Con cá này con cá ba đuôi nha các bạn. Cái loài cá ba đuôi cũng thuộc loài cá cảnh nha. Các bạn ơi, ok. Đây con cá này là con cá hồng kết vàng này các bạn ấy. Cái loài cá hồng kết vàng cũng thuộc loài cá cảnh nha các bạn. Nó rất là đẹp luôn nha. Đây, cả ở cái hố nước thì vẫn còn rất là nhiều cá nha các bạn. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nha. Đây đây. Ôi giời ơi, xịn xò luôn. Ôi giời ơi. Ui giời ơi, một ổ cá liền nhá. Oh my god. Ô cá này. Ôi giời ơi. Con cá này là con cá koi này các bạn này. Ái già già bự nha. To lớn này. Cá koi đấy. Ui giời ơi. Cá koi thuộc ngoài cá cảnh nước ngọt cho nên là cá koi nó rất là nhiều màu sắc và nó đẹp như vậy nha các bạn ơi. Đấy, mình bắt được một chậu cá rồi đi này. Ok. Ok, ok bạn mèo này. Cái bạn mèo tu bin nông xù này hôm nay đi theo mình bắt cá nhá. Ok. Đấy, các bạn thấy bạn mèo này xinh không? Xinh không? Ok. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhỉ. Đây còn cá chép này. Con cá chép thấy bự đây này. Ui dùi ui. Cá chép thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn. Con cá chép này có cái màu xanh quân đội luôn đây này. Ok à, xịn xò luôn đấy. Ở cái hố nước vẫn còn nhiều cá lắm các bạn nhỉ. Còn rất là nhiều những loài cá lớn nhá. Ok. Rồi để mình quan sát xem nào. Ở đây mình phát hiện là có một cái thau tưới rau đây này. Ôi dồi ôi, xịn xò luôn. Oh my god. Oh my wood chop luôn đấy. Đấy, 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 đấy. Ok à. Đấy cái thau tưới rau nhá. Ờ để mình mò xem nào. Ok à. Các bạn ơi, mình nghe tiếng ếch kêu nhá. Ồ cái bạn hoàng thử ếch quanh quanh đâu đây thôi. Để mình tìm kiếm xem nào. Rồi rồi rồi. Đây rồi đây rồi. Thấy rồi thấy rồi. Ở thâu thâu dưới cái nước bèo này các bạn này. Đấy đấy đấy. Ok à. Hoàng tử ếch luôn nhá. Ôi bắt thật nhá, không đùa nhá. Rồi. Đây đây đây. Hoàng tử ếch luôn đấy. Ôi giời ơi, xịn xò đấy. Đấy, các bạn thấy hoàng tử ếch có đẹp trai không nào? Rất là đẹp trai luôn nha. Ok. Ok con dê luôn các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho cái bạn hoàng tử ếch đẹp trai này vào trong cái chậu đựng cá luôn nhá. Ấy cá đấy các bạn, ở cái hố nước vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Ok. Còn rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ nhá. Rồi đây. Cho vào đây. Ok, ok. Rồi bắt cá là các bạn ơi. Ở cái hố nước thì còn cá đây này. Còn nhiều cá lớn đi. Còn nhiều những con cá siêu to khổng lồ ấy. Bự ấy, bự ấy. Ok à, đây con cá này. Con cá này, con cá này. Con cá chép đấy các bạn ấy. Cá chép đây. Nhiều cá koi em nhá. Ở cái hố nước còn đầy cá koi các bạn nhá. Đây thì cá koi siêu to khổng lồ đây này. Oh, oh my god. Ô các bạn ơi. Mình phát hiện ra có một quả trứng nhá. Ở khám phá bên trong quả trứng như nào. Rồi, rồi, rồi. Oh my god, tới công chuyện rồi các bạn ơi. Bên trong quả trứng này có cá nhá. Có nhiều những con cá đây này. Ái da da. Xịn xò đây này. Đấy có cá lóc Mexico này. Cá lóc Amazon này. Rồi cá vàng này. Đẹp đấy. Ok. Ồ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho những con cá ở trong quả trứng này vào trong cái chậu đựng cá luôn nhá. Ôi xịn luôn đi. Ok. Ok cần dê lên. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ở cái hố nước thì vẫn còn rất nhiều cá nhá các bạn.
còn nhiều những con cá lớn đấy này. Đấy, dữ bự ấy. Cá koi to bằng con mèo luôn đấy các bạn ơi. Bự nhá. Đấy, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây đây con cá này, bự này. Đấy. Ô kìa. Ô một cái bạn chó này. Ô cái bạn chó này. Ôi, xịn nhờ. Đấy, cái bạn chó đủ chơi nhá. Các bạn ơi, ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm. Đấy, mình bắt được một chậu cá đầy rồi đi này. Ok, còn cá nhá, báo cá liên tục luôn nhá. Đây con cá này, con cá chép có hai màu sắc đây này. Màu trắng hay màu đỏ nhá. À, ô xịn đi. Còn cái đuôi con cá mập này. Ôi trời ơi. Ai da da, cá mập Amazon nhá. Con cá mập này có cái hàm răng rất là sắc đây này. Rồi. À, mình bắt được một con vịt đây này. Ôi trời ơi. Con vịt quạc quạc ở đây này. Ôi con tôm này. Ôi trời ơi. Con tôm hùm nhá. Con tôm hùm Alaska nhá. Ô kìa. Oh my god luôn, ở cái hố nước còn nhiều cá lắm ấy các bạn ơi. Ôi dồi ôi, người xanh. Ok, rồi các bạn ơi. Ở cái hố nước thì còn nhiều cá lớn nhỉ. Ở đây mình phát hiện ra có một con tôm đây này. Con tôm hùm nhá. Anh sẽ có tôm mới to thế. Rồi con này mà hấp thì thôi rồi. To không nào, bự nhá. Các bạn ơi, để con cá koi đột biến đây này. Cá koi đột biến không có vảy luôn nhá. Anh là già xịn xò đấy. Ok, ôi trời ơi. Hôm nay mình bắt được một chậu cá đầy nữa rồi đây này các bạn này. Ok, ở cái hố lớp thì vẫn còn cá nhá. Còn nhiều những con cá lớn đây này. Ui, con cá trê này. Ui. Ây da da. Cá da trơn nha các bạn. Để con cá koi có cái màu bò sữa nữa đây này. Ôi trời ơi. Xịn xò luôn. Ok, bây giờ làm sao bắt được con cá trê to này nhỉ? Cá trê to đây này, to lớn đây này. Ui giời. Con cá trê này có cái bộ râu như râu con rồng bay trên bầu trời luôn. Ôi trời ơi. Tới công chuyện rồi các bạn, nó to nhá. Ui giời, nó bự này. Ôi, à đây con cá koi đây này. Con cá koi có cái màu vàng đây này. Ôi, oh my god luôn, xịn xò luôn. Oh my god luôn. Ô oh, các bạn ơi. Ấy mình bắt được một chậu cá rồi, rất là nhiều những con cá lớn đây này. Đấy. Các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đem những con cá này lên cái khu chăn nuôi cá của mình nhá. Rồi mình sẽ thả những con cá này vào trong cái bể. Rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, ấy mình bắt được nhiều cá lắm nhá. Ok. Đấy các bạn ơi, mình bắt được một chậu cá đầy luôn đây này. Rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ nhá. Những cá đột biến ấy. Ok. Let's go. Ok, let's go. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những loài cá này các bạn này. Ô bây giờ mình sẽ quay lại cái khu chăn nuôi của mình cho các bạn xem nha. Đây là cá đây các bạn. Hôm nay mình bắt và thu thập được nhiều cá lắm các bạn ơi. Rất là nhiều những con cá đầy màu sắc nha. Đây cá koi này, cá chép này, cá chim này. Và rất là nhiều những con cá hồng kết vàng nữa nha các bạn. Đấy đẹp không? Đây là cái thùng cá thứ hai này. Đấy, nó bự nha. Ui ôi, mấy cái chậu cá đầy luôn đấy các bạn. Ok, để cái chậu cá này rất là nhiều những con cá đẹp nha. Cá koi này, cá koi thuộc ngoài cá cảnh nước ngọt nha mấy bạn ơi. Đây con cá koi này có cái màu vàng này, xịn xò luôn. Các bạn ơi, ok và bây giờ mình sẽ quay lại cái khu chăn nuôi của mình cho các bạn xem nha. Hôm nay mình tìm kiếm và thu thập được rất là nhiều cá luôn các bạn. Đây là cái bể nuôi cá của mình đây này, mấy bạn ơi. Đấy, cái bể nuôi cá rất là đẹp luôn nha. Ở bên trong cái bể nuôi cá này có cá nhá. Rồi đây là cái bể nuôi vịt của mình đây này, có hai cái bạn vịt đang tắm đây này. Ôi trời ơi. Oh my good job luôn ấy, hai cái bạn vịt đi này. Oh my god. Xịn xò luôn. Ok đấy các bạn, đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đây là hai cái bạn mèo này. Hai cái bạn mèo lông xù xù này xinh lắm nhá. Ok à, xịn này. Dễ thương nhá. Mèo lông xù nhá các bạn. Ấy xịn xò con vò luôn. Các bạn ơi, đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá. Bây giờ mình sẽ đi đến cái chỗ nuôi chuột của mình nhá. Các bạn, đây là cái khu chăn nuôi có cả chuột nhá. Đây là những con chuột nhá các bạn. Đây là cái nhà nuôi chuột của mình đây này. Chuột hamster nhá. Ok không? Mấy cái bạn chuột hamster đang ngủ này. À, dậy đi. Chuột ơi, dậy đi bạn ơi. Ok không? Ô ngủ say thế nhỏ. Ôi. Người ta đang ngủ đến thức người ta dậy này. Ôi giời ơi. Xịn đi. Hamster thuộc loài chuột cảnh các bạn nhỉ. Cho nên là bắt thoải mái không cắn đâu nhá. Ôi, bà gặp chuột luôn. Ôi xịn xò luôn. Ôi, bạn chuột xinh nhỉ. Dễ thương nhá. Ok, đấy, ba bạn chuột đang ngủ nhá. Xinh luôn. Ok, à đây đây. Còn một con chuột nè. Chuột lái nhá. Đây con chuột lái này. Con chuột mẹ đấy các bạn. Nó đang chuẩn bị sinh nở nhá. Đấy, mình tách riêng ra nhá các bạn. Ok, đây này. Xinh lắm nhá. Hamster đấy, bắt thoải mái luôn, không cắn đâu nhá. Ok. Đấy, chuột hamster đấy các bạn. Hamster nghe nó rất tây luôn nhá. Ok. Ờ các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ quay lại chỗ cá nhá. Đây là cái chỗ nuôi chuột nhá. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại đến chỗ cá nào. Chỗ cá các bạn, chỗ cá rồi mình sẽ quay cái quá trình thả những con cá vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Hôm nay mình tìm kiếm và sưu tầm được rất là nhiều cá đấy các bạn ơi. Ok, các bạn thấy mình có cái khu chăn nuôi có xịn xò không nào? Ok, đây là vịt này. Hai cái bạn vịt đang tắm nhá.
hai và các bạn đi quạc 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 ngay. Đây con vịt này, ui ui vịt con đấy các bạn. Ok đấy, xịn xò luôn. Ồ các bạn ơi, đây là cái bể nuôi cá của mình nhá, cái bể nuôi cá của mình đây này. Đấy, con cá này là con tôm này, con tôm hùm Alaska này. Ôi rồi ôi, tôm hùm luôn đi, tôm hùm Alaska nghe nó rất là tây luôn nha. Rồi đây con cua này, con cua này thuộc loài cua dã tràng nhá, đẹp đấy. Đẹp đây này, ok đấy, xịn xò không nào. À đây đây đây, cá này, hôm nay mình tìm kiếm và bắt được rất nhiều cá luôn các bạn, rất là nhiều những con cá koi nhá, cá koi, cá chép này, rất là nhiều những con cá đẹp luôn các bạn. Đấy, đây là để cái thùng cá thứ hai này, đấy mấy cái chậu cá đầy luôn nhá. Đây con cá koi đẹp quá đây này. Đấy, cá koi thuộc ngoài cá cảnh nước ngọt nha các bạn, cho nên là cá koi nó rất là đẹp như vậy nhá, đa dạng những màu sắc nhá. Đây con cá vàng này, đẹp đây này. Đấy, ô nhiều cá koi các bạn ơi, đây cá lóc Mexico này, đây cá lóc Mexico này. Đấy, à đây 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 các bạn ơi, đây là cái khu nuôi rùa của mình đó, đây này, cái bể nuôi rùa đây này. Ở bên trong cái bể này có mấy con rùa nhỉ. Đây con rùa này có cái mai màu xanh này. Ok, con rùa đẹp đây này, con rùa này đẹp quá, có cái mai màu xanh nhá. Ở chất luôn, oh my god, đẹp đấy. Đây con rùa này thuộc loài rùa vẫy đông nhá, ai đẹp đấy. Ok, có cái mai màu cam cam luôn, rất là đẹp luôn. Rồi, và bây giờ mình cùng các bạn thả cá nhá. Bây giờ mình sẽ thả cá vào trong cái bể nuôi cá nhá. Đấy, cá nhiều lắm các bạn, rất là nhiều những con cá đẹp luôn các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ thả cá vào cái bể lên nhá. Đấy, ui dùi ui, xịn xò con bò luôn. Đấy, nhiều cá không các bạn ơi. Ôi lát nữa, một lát nữa mình sẽ đi bắt cá tiếp nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm đấy các bạn ơi. Đây, cá đây này, ui dùi ui, mấy cái chậu cá đầy luôn nhá. Đấy, rất là nhiều những loài cá đẹp luôn đấy các bạn ơi. Ok, đấy, một cái bể nuôi cá gần đây rồi. Và bây giờ mình sẽ đi bắt cá tiếp nhá. Mình sẽ đi tìm kiếm và thu thập cá thêm vào cái bể nuôi cá này nhá. À đây cái bạn thỏ này. Ôi giời ơi, cái bạn thỏ kia. Xịn đi, nhồi ơi. Tôi không chạy. Đây còn cái bể cá. Cái bể nuôi cá nho nhỏ này thì nằm bằng chất liệu thủy tinh nhá. Chất liệu thủy tinh thì có thể ngắm cá từ bên ngoài được nhá. Ok các bạn, và bây giờ mình sẽ đi bắt cá tiếp nhá. Mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Oh my god. Wow. 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 Ok ok các bạn ơi, cá sấu nhá, bên trong cái hang này các bạn ơi, có một con cá sấu nhá. Ui xịn này, ái giật giả các bạn ơi, cá sấu đây, cá sấu thuộc loài cá săn mồi nhá. Ui ái giật giả, con cá sấu này to lớn này, ui nó bự này, cá sấu siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đây cá sấu ấy, con cá sấu này có cái màu vằn như con rắn luôn đây này. Ui xịn nhá, xịn nhá. Đấy các bạn ơi, các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi tôi không chuyện rồi các bạn ơi, ai sẽ cũng hung dữ là đánh đá lắm các bạn ơi. Cá sấu đấy các bạn đánh đá lắm nhá, ai sợ sợ xịn đấy các bạn. Ok có con gì đây, ui ai sợ sợ con gì đây, ui dùi ui xịn xò nhá, xịn xò con bò các bạn ơi. Con này là con rùa nhá các bạn, con rùa này để mình coi xem thuộc loài gì nè các bạn ơi. Con rùa nhá, con rùa này đẹp đấy, hello các bạn rùa nhá. Ok các bạn ơi, con rùa này có cái mai màu vàng luôn nhá, để mình bắt xem là thuộc loài gì nè các bạn. Đẹp đây này, ui xịn này. À đây rồi các bạn ơi, con rùa này thuộc loài rùa tay đỏ nhá các bạn, rùa tay đỏ có cái mai màu vàng đây này, đẹp đây này. Xịn nhá. Đấy các bạn ơi, rùa nhá. Đấy, dễ thương không các bạn ơi. Ok. Đấy, rùa tay đỏ các bạn ơi, có cái mai màu vàng nhá. Đấy, xịn xò thế nhỏ. Ok. Đấy các bạn ơi. À nào. Hello rùa nhá. Hello các bạn rùa nhá. Ok. Xịn nhá. Rồi các bạn ơi, chúng ta bây giờ đi bắt. Ui con thỏ kìa. Con thỏ thích ăn cái củ cà rốt đấy các bạn. Ok, đây này các bạn. Đấy mèo này, thỏ này các bạn. Đấy mình cũng đang cho mèo với thỏ với chuột ăn các bạn ơi. Đấy con thỏ nhá. Có rất là nhiều những các con vật dễ thương các bạn ơi. Đấy, ấy con mèo nữa kìa, thỏ này, chuột này. Đấy, xịn xò con bò luôn. Ok, đấy, con thỏ này. Ấy. Xịn nhờ các bạn. Ở đây con chuột nhá. Con này con chuột lang này, con thỏ lông ngắn này, thỏ lông dài này. Có rất là nhiều những loài thỏ các bạn nhỉ. Ấy, các bạn ơi, thỏ ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn cỏ luôn đấy các bạn. À, một con rồi nhá. Ok, một con rồi nhá các bạn. Ui, hai con đây này. Con này đẹp đây này. Con này có hai màu đây này các bạn. Ôi xui, dễ thương nhờ. Ui ui, xịn nha. Đấy các bạn, thỏ đây. Ờ, xịn sao nha. Đấy, hai con nha. Hai con rồi các bạn. Đấy, hai con thỏ nhá. Ui ui, vẫn còn rất nhiều nha các bạn. Đấy, còn con nữa đây. Đây con thỏ chu trong hang này. Ồ, xịn thỏ nha. Đấy các bạn này, con thỏ nhá. Ừ, con thỏ trắng này các bạn này.
Ôi, con thỏ có đôi mắt màu đỏ luôn đấy các bạn. Ôi, ôi, ai là ô, thật là các bạn thỏ này chạy rất nhanh luôn đây. Có nữa đây này các bạn ơi, ui nhiều nhở. Ui, ui, đi có nữa này, ai là ô, xem là cái hang bên trong là cái tổ của nó các bạn ạ. Đấy, ôi trời, rất là nhiều thỏ các bạn ạ. Ui, ui, ai là ui, ui, con thỏ này chạy nhanh nhanh nhở. Ui, ui, ai là thật xinh. Ô, con thỏ này, ai là ui, ui, ui. Rồi, đi xung quanh luôn. Rồi, đây các bạn này, ai là vậy là mình đã bắt được rồi các bạn, còn thỏ chạy nhanh quá. Đấy các bạn ơi, vậy là mình đã bắt được con thỏ ở đây rồi các bạn này. Ok, mình sẽ đem những con thỏ này mang về cho những con thỏ này ăn rồi mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Ok, bạn ơi, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi bạn. Mình bắt được rất là nhiều thỏ này, có một con chuột nhá. Con chuột lớn nhá, chuột siêu to khổng lồ nhá các bạn. Đây là cái hang chuột này các bạn. Ái da da, xịn đi. Ok, ok, mình phát hiện ra rồi nhá. Ôi trời ơi, đây này các bạn ơi. Ôi, đẹp lắm nhá. Một con chuột lang nha các bạn. Ui, sâu sâu bên trong cái bụi hoa này này. Ái, dễ thương ấy. Ái, trời da. Thấy rồi nha. Ô kìa, đẹp nha. Chuột lang các bạn ơi. Con chuột lang này đẹp lắm nha. Có rất là nhiều màu sắc luôn. Ui, ui, ô kìa. Ờ, đây này các bạn này. Rồi, 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 rồi. Ô, 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 ô. Ai, đây này các bạn. Đẹp lắm nha. Đấy, đấy. Ui, xịn đi. Một con chuột lang nha. Ok, đấy, đẹp không? Ok, và bây giờ mình sẽ đem con chuột mang về nhá. Rồi mình sẽ cho chuột ăn nhá các bạn ơi. Để ăn các bạn. Con chuột này đẹp nhỏ. Nó có hai màu liền nhá. Màu vàng với màu trắng nhá các bạn. Rất là đẹp luôn này. Đấy, chuột lang này các bạn. Đang ăn cái củ cà rốt nhá. Con chuột này đang ăn củ cà rốt các bạn ơi. Đấy, con chuột này xịn nhỏ. Đấy, có hai màu trắng màu vàng nhá các bạn. Ái da, cute đấy nhá. Rất là hồn nhiên như cô tiên luôn. Đang ăn củ cà rốt nhá. À đây này các bạn, hai con nữa nhá. Một con chuột bố với một con chuột mẹ nhá. Xem ra sắp tới, thời gian tới mình sẽ có rất là nhiều những con chuột con nhá các bạn. Thế này chuột nhá, đấy, nó ăn củ cà rốt nhá các bạn. Ồ xịn nhờ, hơi đáng yêu, cute luôn này các bạn ơi. Rồi và bây giờ mình sẽ cho thỏ ăn nhá các bạn. Ấy à, giờ xịn nhá, con thỏ này là con thỏ lái nhá các bạn. Con thỏ này được 3-4 tuổi rồi các bạn ơi. Nó đang ăn củ cải đây kìa. Ấy, xịn nhá, xem ra thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều những con thỏ con nhá. Các bạn cùng đón chờ nhá. Các bạn cùng quan sát xem là con thỏ này đang ăn củ cải nhá. Ô sờ cây, và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm kiếm thú cưng đấy nhá các bạn ơi. Rồi đấy, thỏ ăn củ cải các bạn ơi. Thỏ thì nó ăn đa dạng rất là nhiều những loại rau củ quả các bạn ơi. Cà rốt này, củ cải này, rau muống này, rau lang này, các kiểu luôn. Đấy, xịn không? Hơi xịn thỏ con bò luôn đấy các bạn. Rồi và bây giờ mình cùng các bạn đi tìm kiếm thú cưng đấy nhá các bạn. Rồi đi bắt thỏ đấy nhá các bạn ơi. Thỏ nhá. Đây, ở cái vườn cỏ này các bạn có rất là nhiều những con thỏ nhá. Những con thỏ đang ăn cỏ các bạn ơi. Đấy, thỏ nó rất là thích ăn rau củ quả và cỏ đấy các bạn ơi. Đây con thỏ này đẹp đây này. Một đàn luôn các bạn ơi. Ô sờ cây, và bây giờ mình cùng các bạn bắt thỏ nhá. Đấy thỏ đấy, 2, 4, 5 5 con nha các bạn. Ok đây này, đẹp đây. Đấy con thỏ này xịn đi nè. Đấy có hai màu liền nhá. Ok và bây giờ mình sẽ bắt con thỏ này mang về cho nó ăn nhá. Đấy, cho nó ăn các bạn. À, quay cận cảnh hơn cho bạn xem nhá. Xịn cho nhá. Đấy ra 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 kìa. Đấy cuối cùng thì nó cũng đã chịu ra các bạn ơi. Đấy nó đang ăn ăn cám nha các bạn, cái cám từ cây cỏ nghiền ra đây các bạn ơi. Đấy, xịn không? Thỏ cảnh các bạn ơi. Thỏ cảnh nó rất là dễ nuôi nhá. Ok, dễ thương không các bạn ơi. Ok các bạn, ai dạ, ai dạ dạ. Các bạn ơi, mình tìm thấy rồi nhá. Ô kìa, hoàng tử ếch luôn đây này. Úi dồi ôi, ô kìa. Ồ, ô các bạn ơi, đây, hoàng tử ếch đây này. Ô kìa, một con ếch rất là đẹp luôn nhá. Đấy, ô con ếch này phải gọi là hoàng tử ếch luôn, nó rất là đẹp luôn. Có cái màu vàng ấy với màu xanh các bạn ơi. Ở một con ếch Japan. Ui dồi ôi đẹp thế. Ôi ôi. Ơ kìa, đây các bạn này. Đấy, hoàng tử ếch. Đấy các bạn, đẹp không nào? Ôi rồi. Đấy, hoàng tử ếch nha. Ok. Ô, ô kìa. Rồi, có bạn rùa đó này. Các bạn ơi, có một cái bạn rùa nha. Rồi. Ok. Ui. Thì ra là cái bạn rùa này đưa mình đi tìm cái bạn cá chê đi này. Cá chê đi này các bạn ơi. Ui dồi ôi, cái bạn rùa này xinh thế. Ô, đẹp nhờ. Đấy rùa các bạn ơi. Con rùa này thuộc loài rùa cổ sọc nha các bạn. Rất là đẹp luôn đây này. Ok à, xịn sò đấy. Ok. Đấy các bạn ơi, mình bắt được một con ếch, một con rùa rồi nha. Đây, con cá chê này các bạn này. Con cá chê nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nha các bạn. Đây, con cá chê to lớn nhá. Cá chê siêu to khổng lồ đấy. Rồi ôi. Ok à, đấy, cá chê nhá. Bự không? Cá chê bự không nào? Đấy, cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ Indonesia các bạn nhá. Đấy, mình bắt được một con ếch với một con rùa với một con cá chê rồi nhá. Bên trên cái mương nước này nha các bạn, vẫn còn cá chê đây này. Và cá chê nữa các bạn. Còn rất là nhiều cá chê nha. Đây con cá chê này có cái màu đen này các bạn. Và con cua nữa này các bạn này. Con cua nữa đây này. Con cua đấy, con cua này. Đấy, xịn sò luôn.
Ok, cái con cua có cái size nhỏ nhỏ xinh xinh này đẹp quá thế này. Ồ, dễ thương nha. Các bạn đang thấy con cá chê này, con cá chê lai nhá. Con cá chê lai nha các bạn, đẹp đấy. Ơi cá chê thuộc bộ con da trơn nha, bắt rất là khó luôn các bạn. Nó cứ trơn tuổi tuổi như con lươn luôn các bạn ơi. Ok, đấy, cá chê nhá. Chuồn lắm nha. Ấy xịn sò. Cá chê nhá các bạn. Ok, đây còn cá chê nữa đây các bạn. Hai con cá chê có cái màu vàng nữa nhỉ. Đây này, cá chê vàng nha các bạn. Cá chê thường nó sẽ có cái màu đen với màu trắng nha. Có cái màu vàng như vậy là rất là hiếm luôn đấy nha các bạn. Đấy, cá chê nhá. Cá chê vàng nha các bạn. Ok, đẹp không? Cá chê có cái màu vàng luôn nhỉ. Bên trên cái mương thoát nước thì vẫn còn rất là nhiều cá luôn nha các bạn. Đấy, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá chê nữa rồi các bạn. Đây cá chê vàng luôn đây này. Đây còn con nữa đây này. Đây còn con cá chê đây này. Ui ui, con cá chê này đẹp quá, có cái màu vàng luôn nha các bạn. Ok. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Và bây giờ mình đi tìm cua nhá. Đi tìm cua hoàng đế nhá. Để các bạn, cua nhá. Đây con cua chứ không phải con ghẹ nha các bạn. Cua đây này, con cua đồng nhá. Con cua sinh sống ngoài đồng ruộng nhá. Ai da đẹp đây này. Đấy, chứ không phải cua hoàng đế đâu. Đây còn con nữa này. Đấy còn con cua nữa đây này. Ôi rồi. Đấy các bạn ơi, mình bắt được hai con cua đây. Ai đẹp đây. Xịn chó ấy. Đấy, cho vào cái thùng đựng cá này nhá. Ôi đây còn con cá gì đây? Các bạn ơi, đây còn con cá đây này. Con cá này con cá chim này các bạn này. Đẹp quá đây này. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha. Đây đây, cá chim đấy. Đẹp nha. Xịn nhờ. Đấy cá chim nha các bạn. Đây còn con cá gì nữa đây? Đây con cá rô phi này các bạn này. Cá rô phi thuộc loài cá tạp nha. Đấy, cá rô phi đấy. Ok. Mời à. Đấy, cá rô phi nha mấy bạn ơi. Đấy mình bắt được rất là nhiều những loài cá nữa rồi các bạn. Oh my god, con rùa đi chơi về rồi các bạn ơi. Ui xịn xò đây này. Ai da da. Ok, rùa các bạn nha. Con rùa này thuộc loài rùa common, cá sấu nha các bạn. Rất là lớn luôn đây, bự nha bự nha. Cái bạn vừa đi chơi về rồi nha. Các bạn ơi, gà nha các bạn. Để cái bạn gà chê này này các bạn. Gà chê ấy, gà chê đang chăm con nha. Đấy, gà chê mẹ đang chăm những con gà chê con. Chíp 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 kìa. Ui xin. Gà chê mẹ đang bới run cho những con gà chê con nha. Ôi xịn xò nha. Ok, các quả này là quả gì nhỉ? Quả gì đây nhỉ các bạn? Ôi quả này xịn thế này. Ôi các bạn ơi, đây cái bể nuôi rùa common này các bạn. Để con gì đây? Ui ui, anh là con sâu quái vật luôn đây này. Ui ui, quái vật. Ui ui, kinh khủng đấy nhỉ. Con sâu các bạn nhá. Ui rồi ôi, con sâu gì mà ghê gớm ấy kia nhỉ. Con sâu như con quái vật luôn. Các bạn ơi, đây là cái bể nuôi rùa của mình như này các bạn này. Đây này, cái bể nuôi rùa common của mình nhá các bạn ơi. Đấy đấy, rùa common nhá. Ở cái hello cái bạn rùa nhá. Ok, xịn xò đấy các bạn, rùa common siêu to khổng lồ nha. Xịn nhá. Chuột các bạn ở đây, những con chuột đấy xịn xò luôn. Chuột hunter nha các bạn, hunter đây các bạn ơi. Ui xịn này, 1 2 3 4 5 một ổ này các bạn ơi. Có rất là nhiều những con hunter đây này. Ổ nhiều đây, một ổ đây các bạn ơi. Đây con chuột mẹ đây này, có cái màu trắng bạch tuyết luôn nha. Ui màu trắng bạch tuyết đấy các bạn. Ui xịn xò luôn. Một ổ đây các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi bắt và thu thập những con chuột để mang về nuôi làm thú cưng nhá các bạn. Ấy một ổ lên có 3 con nha các bạn ơi. 4 con đây này, 4 con chuột, 3 con chuột con với 1 con chuột mẹ các bạn ơi. Ôi xịn luôn. Ô đây này, con chuột này có cái màu trắng này. Ôi xinh nhá, 1 con chuột rồi nhá. Con nhá, còn 3 con. Đây là những con chuột con này các bạn này. Ôi xịn luôn. Vẫn còn 2 con nữa này các bạn này. Đấy, chuột nhá. Đấy, chuột hamster đây các bạn. Rất là xinh và cute luôn. Đây còn con nữa này các bạn này. Đấy, dễ thương không? Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm chuột nữa nhé các bạn. Ở đây, bên trong quả trứng này các bạn này, màu xanh này, có rất là nhiều những con chuột đấy các bạn. 3 con nữa đây này. Xịn nha. Các bạn ơi, mình bắt được một lồng chuột hunter nữa rồi các bạn. Dễ thương nhờ. Ok. Rồi. Ui. Xịn nha. Ái chà chà. Một cái hang các bạn ơi, một cái hang có rất là nhiều những con chuột hunter bên trong đây này. Ui. Xịn luôn. Ui giời, 2 con. Xịn xò luôn các bạn ơi. Mình sẽ quay lại quá trình thả những con chuột hamster này vào trong cái ngôi nhà cho hamster ở các bạn ơi. Đấy, xịn ông một lồng cho hamster luôn. Mình sẽ thò tay ở bên trong hang. Ui, vẫn còn nha. Đây các bạn ơi. Ui giời, xinh này. Rất là đáng yêu luôn các bạn ơi, rất là cute luôn nha. Vẫn còn nha. Rồi và bây giờ mình sẽ thả hết những con chuột hamster này vào trong cái ngôi nhà cho hamster ở các bạn ơi. Đây là cái khu chăn nuôi thỏ với chuột của mình nhá các bạn ơi. Ấy, có một cái ngôi nhà bằng gỗ nhá, có một cái máy đu quay cho chuột nó tập thể thao nhá. Rồi các bạn ơi, chuột đang ăn nhỉ, các gà thỏ ấy các bạn, chuột hunter nữa nhá. Ấy thỏ lông ngắn nhỉ. Ấy ok, có một cái con máy chuột đang tập thể thao kìa. Ấy nó đang quay 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 quay
quay đều với con xịn xò không nào, xịn xò luôn rồi các bạn. Đây là cái khu chăn nuôi chuột của mình nhá, chuột với thỏ ở chung với nhau được các bạn nhỉ. Chuột hamster đang ăn kìa các bạn chưa, cute và dễ thương ấy nhở. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đây là cái khu chăn nuôi chuột hamster của mình ấy. Chuột hamster nghe nó rất là tây luôn đấy các bạn. Ok, chuột cảnh nha các bạn. Hamster thuộc vào chuột cảnh nhá, cho nên là có thể bắt thoải mái, nó không cắn đâu nhá. Ok, rất là dễ thương một cute luôn đấy các bạn. Ở xịn đi. Đây là những con cá chê và con heo luôn các bạn. Đấy, và bây giờ chúng ta cùng bắt cá chê nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, một con cá chê thôi nhá. Xịn đấy. Ui, con cá chê mà to bằng con heo đây các bạn này. Nó rất là lớn luôn nhá. Cá chê nó có màu trắng này các bạn này. Cá chê bạch tạng đây, bạch tạng nha. Đấy, bạch tạng nha, bự thế nhỏ, bự thế nhỏ. Ơ kìa, bự rất là giỏi luôn. Các bạn ơi, cá chê thuộc bộ cá chê này bắt rất là trơn luôn nhỉ. Đấy các bạn ơi, sau một khoảng thời gian vật lộn thì mình đã bắt được con cá chê này rồi nhỉ. Bắt hết vào cái thùng này cũng đựng cá các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cá về cho đại nuôi cá của mình nha. Đây các bạn ơi, đấy, có mấy con này các bạn ơi. Cá chê đấy. Ui dùi, ui xịn xò luôn. Ok, rất là nhiều những con cá chê màu vàng nhỉ. Cá chê màu đen, cá chê màu trắng. Đây các bạn thấy, cá chê thuộc bộ cá da trơn. Bây giờ bắt cá chê rất là khó các bạn ơi. Nó rất là trơn nhỉ. Đấy, trơn tuyệt vời như con lươn luôn. Ok, bơi cả con em. Tinh nhỉ. Lê. Ui xịn xò con bó lắm. Ok, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Bơm nước vào, thăm ngàn. Xịn không, mấy bạn cá chê các bạn ơi. Ok. Là tinh rồi các bạn ơi. Đấy, chà chà, con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá coi nhá, con cá coi bướm ấy các bạn ơi. Cá coi nó có rất là nhiều loài nhá. Đấy, con cá coi bướm với một con cá chép nhá. Ui dùi ui, con cá này có cái bụng tròn xoay như con heo luôn đây này. Xịn xò con bò thế nhỏ. Ok. Ách chà chà, một thùng cá rồi các bạn. Ồ, bây giờ mình sẽ đi bắt thêm nhá. Đấy. Ui dùi ui, con cá này bơi giỏi thế, đẹp đây này. Ô kìa, ô kìa. Ái da da, xịn xò con bò thế nhỏ. Ok, đấy các bạn ơi, cá coi bướm nhá. Con cá này có cái màu cam của cái củ cà rốt đây này. Và cái con thỏ thích ăn đấy các bạn. Ok, xịn xò nhá. Rồi, hai con cá rồi nhá. Mình bắt thêm được hai con cá nữa rồi các bạn. Ôi, ui ui, la các bạn ơi. Bên trên này còn đầy cá đây này. Ui dù ui, con cá này cá coi nhá các bạn. Đấy, con cá coi siêu to khổng lồ đây này. Ui ui, con cá cảnh siêu to khổng lồ. Các bạn ơi, cá coi thuộc loài cá cảnh nhá. Cho nên là cá coi nó có rất là nhiều màu như vậy các bạn. Con cá này có cái màu trắng này. Ui dù ui, mình cứ bị thích con cá này các bạn. Đẹp đây này, có cái màu trắng luôn nhá. Xịn xò con bò luôn. Ái da, ba con, mình bắt thêm được ba con cá rồi các bạn. Ui dùi ui, bên trên cái mương này vẫn còn đầy cá này các bạn này. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá. Con cá gì đây, đẹp đây này. Con cá này là con cá ba đuôi các bạn ơi. Ái da da, con cá này có cái màu trắng này các bạn này. Ê, xịn xò con bò thế nhỏ. Ấy, lại tinh tinh như các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều cá rồi đây này. Ái da da, con đây, con đây đây này. Cá gì đây các bạn ơi? Con cá này là con cá coi bướm nữa đây này. Ui rồi, một con cá chép nai coi nữa đây này. À, con cá chép nai coi này có cái người dài thế. Đấy, cái loài cá chép nai coi thường nó dễ có cái người dài ngoằng ngoẵng như vậy các bạn. Ok. Ui rồi, một thùng rồi. Ai chà chà, con gì đây? Con cá coi bướm này lớn thế này. Đấy các bạn ơi, to lớn nhá. Đấy, cá cảnh siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn. Đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok. Rồi, mình sẽ đi dọc cái mương nước này để bắt cá tiếp tiếp nhá. Ok. Lego nào bạn ơi. Đây, cá gì đây? Đây, con cá gì đây nhỏ? Con cá này có cái màu đỏ đây này. Rồi, cá. Ui dù ui, bên trên cái mương này vẫn còn rất là nhiều cá nữa các. Con cá gì đây nhỏ? Con cá này là con cá gì nhỉ? Ui dù, con cá chép nữa các bạn ơi. Có cái màu đỏ đây này. Ấy, giật cá mình đẹp thế nhỏ. Ok, rồi, con nhá. Ái da da, bơi kìa. Rồi, tinh luôn rồi. Ui xôi, xịn nè. Đấy. Ui, còn nhiều. Còn rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đấy, có một con cá trời im chim nữa kìa. Xịn này này, đây con cá chim này các bạn ơi. Ấy, cá chim này này. Ấy, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhá các bạn nhá. Mà nó cứ đẹp như kiểu cá sống ngoài biển khơi đấy. Như kiểu cá nước mặn ấy. Ok, ui dù, còn nhiều nhá. Còn nhiều cá các bạn. Ô bơi cả bơi ơi. Ái chà chà, xịn xò con bò thế nhở. Rồi các bạn ơi,
mình bắt được con cá chim đẹp đây này. Đấy, ui, một thùng đựng cá rồi các bạn. Rất là nhiều những loài cá khác nhau các bạn ơi. Ok, rồi. Đây này các bạn này. Ui, con cá gì đây? Con cá này là con cá, ui, ui đẹp nhá. Ách chà chà, con cá này cá gì đây? Ui ui. Còn nhiều các bạn ơi, rất là nhiều những con cá nữa. Con cá koi nữa này. Con cá này có cái xanh nhỏ xinh xinh như này. Ui xịn nhờ. Đẹp thế nhỏ. Các bạn ơi, còn nhá. Ái chà chà. Rồi, để mình coi xem nào. Ui. Anh cái cá gì đây? Rồi. Ô kìa. Con cá này là con cá. Con cá chép koi nữa này các bạn này. Đấy, cái cá chép koi có cái màu đen luôn này. Ui xịn nhỉ. Ái chà, còn nhiều nhá. Ui ui ui. Xem ra hôm nay mình bắt được thêm rất là nhiều những con cá cảnh siêu to khổng lồ rồi các bạn. Một thùng đây này. Một thùng cá đầy rồi đây này. Rồi, để mình coi xem nào. Cá gì nữa đây? Ô kìa. Con cá này đẹp đây này. Con cá ba đuôi nữa đây này. Có cái màu đỏ nữa nhá. Úi giật xịn thế nhờ. Các bạn ơi, cá ba đuôi nữa đây này. Có cái màu đỏ nữa đây này. Ái da da. Dễ thương nhờ. Rồi, để mình coi xem này. Còn không nào? Ôi, còn rất nhiều nhá. Úi dùi. 1, 2, 3. 3, 4 chú nữa. Ui ui, các bạn ơi. Xem ra ở cái mương nước này có rất là nhiều cá nữa đây này. Con cá này cũng đẹp đây này. Úi xịn này. Có cái màu vàng nữa này các bạn này. Đấy, cá koi nữa đấy. Ui dù ui xịn nhờ. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều nữa. Xịn nhờ, con nhá. Con cá gì nữa đây? Con cá này là con cá koi nữa này các bạn này. Có hai màu nhá. Đấy, ui xịn nhờ. Đấy các bạn ơi, rất là nhiều cá các bạn ơi. Còn con nữa đây này. Con cá koi nữa đây này. Con cá koi này có 2-3 màu nữa đây này. Đấy, toàn những con cá cảnh siêu to khổng lồ quái vật đi các bạn. Để nó bự đây này. Ok. Mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem nhá. Ok, đi nào bạn ơi. Chúng ta đi về nhà nào. Ten. Các bạn ơi, đây các bạn, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá nhá. Đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá các bạn. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn thả những con cá hôm nay mình bắt được vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Các bạn ơi, cái khu chăn nuôi của mình rất là xịn xò luôn đấy nhá. Đây là con thỏ nhá. Con thỏ lông ngắn có cái màu vàng cát nhá các bạn. Con thỏ đang ăn cám nhá các bạn. Ở thỏ xinh lắm nhá. Cute lắm các bạn, đáng yêu lắm các bạn ơi. Xịn không? Con thỏ này dễ thương lắm nhá. Ok, các bạn ơi, đây là cái khu chăn nuôi của mình nhá các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ thả cá nhá các bạn ơi. Ô kìa, con thỏ đây kìa. Xịn đi. Con thỏ này, con thỏ đang đi chơi các bạn ơi. Ở đây các bạn ơi, đây bây giờ mình cùng các bạn thả cá nhá. Đây, hôm nay mình cũng bắt được rất là nhiều những con cá beta nhá. Cá beta này, cá bảy màu này, cá thần tiên này, cá lóc Mexico này. Rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn ơi. Đấy, xịn này. Ô, cá beta này, rất là nhiều màu sắc luôn nhá các bạn. Đấy, đẹp không nào? Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Ôi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ấy, xịn luôn đi. Ok, con dê luôn. Xịn xò các bạn. Đây, xịn xò đây này. Các bạn này, bây giờ mình sẽ thả những con cá lớn nhá. Các bạn ơi, thả những con cá siêu to khổng lồ vào cái bể nuôi cá của mình nha các bạn. Đây là cái khu chăn nuôi của mình nha các bạn ơi. Đây là cái bể nuôi cá của mình đây này. Đây các bạn, đây là những con cá nhá. Đây con tôm này các bạn này, con cua này, con cua dã tràng này to lớn này. Ấy, con cua này mình rất là thích nó các bạn, nó rất là đẹp nhá. Nó rất là nhiều màu sắc các bạn. Đấy, cua dã tràng nhá các bạn. Rồi, còn đây là con tôm hùm Alaska các bạn ơi. Có cái càng của nó rất là to luôn ấy, con cua, con tôm này. Con tôm hùm Alaska các bạn ơi, có cái càng to bằng nắm tay của mình luôn đây này. Đấy, tôm hùm Alaska nhá, xịn luôn. Rồi các bạn ơi, còn nhá, cá mập đây này. Con cá mập đấy các bạn, đây là con cá mập nhá. Cá mập siêu to khổng lồ nhá, siêu to khổng lồ đấy các bạn. Cá mập đấy, nó bự các bạn đi. Ôi cá mập các bạn ơi. Rồi đây con tôm này các bạn ơi, con tôm lên đây này. Ơi con tôm hùm lên đây này. Đấy, ôi xịn đi, tôm hùm nhá. Các bạn ơi, đây con cá này cũng to lớn đây này. Đây này. Con cá này con cá koi bướm nhá. Có cái màu đỏ luôn này. Rất là lớn luôn đấy các bạn. Đây, to lắm nhá. Cá koi bướm đấy các bạn. Ok, đây còn con cá gáy nữa này các bạn này. Đấy, cá gáy nhá. Ok, bị quạc quạc này. Đẹp lắm các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ thả cá vào bể nhá. Các bạn ơi, con mèo đây. Ô con mèo này. Ôi, đấy các bạn ơi, nó đi bắt cá nhá. Lát nữa mình sẽ cho mèo ăn sau các bạn ơi. Đấy con mèo nó đi bắt cá với mình vào đấy các bạn. Đấy. Nó đang ở trong ngôi nhà nhá. Để ô cái đuôi mèo này. Ôi xịn đi nhỏ. Ok đấy. Ok. Ok, các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình cùng các bạn thả cá vào trong cái bể nuôi cá nhá. Các bạn ơi, đấy, một thùng đựng cá. Một thùng cá đầy này các bạn này. Đấy, một thùng cá đầy luôn nhá. Đây còn cá vàng này đẹp đây này. Có cái màu vàng luôn nhỉ. Ok. Thả cá vào bể làm mấy bạn ơi. Đấy, xịn luôn. Ok rồi, thả cá tiếp rồi các bạn. Hôm nay mình bắt được một thùng cá đầy luôn đây này. Và bây giờ mình cùng các bạn thả cá vào bể nhá. Đây con cá koi to lớn đây này. Đấy,
cá koi đấy, bự không nào. Rồi đây các bạn, con cá chép koi đây này, rất là nhiều màu sắc luôn nha. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt các bạn nhá. Cho nên là cá koi nó rất là đẹp luôn đi, rất là nhiều màu sắc luôn các bạn ơi. Đấy, xịn không nào. Ở đây con thỏ đây, con thỏ đi chơi vào rồi đây này. Ôi trời ơi. Xịn đi, con thỏ này đẹp lắm các bạn ạ. Con thỏ này thuộc loài thỏ lông dài nhá. Có màu trắng màu đen đây này. Ôi xịn đi. Ôi cute thế nhỏ. Ôi đây các bạn, đây con này, con cá chép koi có màu đỏ đây này. Rồi đây các bạn ơi, con cá này, con cá thòi lòi này. Con cá thòi lòi có cái màu đen này, đẹp nha. Đấy các bạn, cá thòi lòi nó có cái mắt lồi lồi lên các bạn, lòi lên này. Ui xịn đi. Ok, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Còn rất là nhiều những con cá đẹp nha. Ồ đây này các bạn, cá beta này. Các cái bạn rùa này cõng nhau đi chơi đâu thế? Ngồi ngồi ngồi, tới cơn chuyện rồi. Rùa common nha các bạn. Hai cái bạn rùa common này cõng nhau đi chơi đâu thế? Ok à. Rồi rồi. Các bạn ơi, common thuộc loài rùa cá sấu nha. À, cái đuôi của con rùa common này rất là giống cái đuôi con cá sấu, nên thường gọi là rùa common cá sấu nhá. Hai cái bạn rùa common này cõng nhau đi chơi đâu thế? Ok, ton kìa. Ôi xịn xò luôn. Thôi. À, rùa common kìa. Ui bự nhá. Nào, rùa common này đi về đi bắt cá với mình nào. Hello ba cái bạn rùa nhá. Ôi trời ơi xịn xò luôn. Ok. Ui trời ơi. Ai các bạn ơi. Ui con rùa các bạn này. Con rùa common đây này. Nó rất là lớn nhá. Con rùa common sleeping các bạn này. To lớn đi. Ok, để con mèo nó tìm thấy con gì ạ? Con tắc kè. Tắc kè. Ok à. Ở trong cái chum này có con tắc kè nhá các bạn. Đây con tắc kè đây này. Con tắc kè đây này, đẹp đây này. Ok à, con tắc kè bảy, tắc kè bảy màu nhá. tắc kè. Ok à. Tắc kè. Ôi trời ơi, con tắc kè các bạn ơi. Đấy, xịn nha. Ok và bây giờ chúng mình cùng các bạn đi bắt nha. Các con vật dễ thương nữa nha các bạn ơi. Con mèo mà trèo lên cây đi. Ô kìa. Hai con mèo lông xù trèo lên cây kìa các bạn kìa. Ô kìa, xịn nhá. Hai con mèo lông xù đang trèo lên cây kìa. Đấy, giờ xịn nhá. Rồi, các bạn ơi, chúng ta đi bắt cá tiếp nào các bạn ơi. Ok. Để mình coi xem nào. Hôm qua cũng có một cơn mưa rất là lớn đây các bạn này. Có rất là nhiều những con cá đây này. Ồ, con cá này đẹp nhỉ. Con cá gì mà cứ vây dài thế nhỉ. Úi giời, xịn xò con bò luôn. Các bạn ơi, hôm nay mình vớt được rất là nhiều. Các bạn chụp vớt được rất là nhiều những con cá này các bạn. Đây con cá này, con cá chép nhá. Con cá chép phụ đuôi dài đi này. Có cái màu cam luôn. Xịn xò luôn. Ok. Ái chà chà, một thùng luôn rồi các bạn. Ủa, hôm nay mình bắt được rất nhiều những con cá nữa các bạn. Đấy, một thùng nữa rồi nha. Ồ, let go nào. Bây giờ mình sẽ đi bắt con này, con cá chê nhá. Con cá chê này thuộc loài cá chê hồng vĩ các bạn ạ. Cá chê hùng vĩ đấy các bạn. Ui giời, xịn xò con bò luôn. Ok, đẹp không? Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, còn nha. Cá rô đây này các bạn này. Có rất là nhiều những con cá rô sinh sống ngoài đồng các bạn. Cá rô thuộc loài cá tạp nhá. Cá tạp sinh sống ngoài ruộng đồng các bạn, ruộng lúa đấy. Ấy, nên thường gọi là cá rô đồng các bạn ơi. Đây, nhiều nhá. Rất nhiều luôn, có cả cá chuối, cá lóc các bạn. Đấy, ui xổi ui. Xịn xò con bò luôn. Ok, ấy, cá gì đây? Con cá cờ đấy các bạn này. Cá cờ đấy. Ok, ui. Nhiều nhờ các bạn nhờ, đấy, rất là nhiều những loài cá nhá các bạn. Để mình coi như là còn nhung nào. Còn rất nhiều các bạn ơi, đấy, cá sặc đi. Cá sặc đấy các bạn, rất là nhiều cá sặc luôn các bạn ơi. Ốc đây, thì con ốc bưu nhá. Ái chà chà, con gì đây? Con này là con gì các bạn? Con này là con cá chuối nữa đây. Con cá chuối đấy, ui, con cá chuối này có size nhỏ nhỏ đẹp đẹp đây này. Rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Ok, ui, một thùng rồi. Rồi, để mình coi thế nào. Ui, con gì đây? Con pong pong các bạn này. Con ếch đây, con ếch nha các bạn. Đấy, con ếch cái đẹp đây này. Ái chà chà, con ếch cái lành đấy nhờ. Ô, hello con ếch nhá. lại tinh nữa các bạn ơi. La, ôi đẹp nhờ, con ếch cái xịn đây này. La, ôi dồi ôi, còn nhiều nhá. Kia còn một con ếch kìa. Đây, con pong pong đây này, ái là đẹp thế. Ôi, xịn nhờ. Ái chà, dạ, con ếch cái đẹp đây này. Có cái màu xanh luôn nhờ. Đấy, có cái đầu màu xanh kìa. Con ếch cái xịn xò thế nhờ. Đấy các bạn ơi, mình bắt được rất là nhiều ếch với lại các con cá rồi các bạn. Đấy, mình bắt được con cá chê hồng vĩ cái đẹp kia kìa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn. Ồ, đây, ếch này. Rồi. Ok, let go bạn ơi, chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nhá. Let go bạn ơi. Con thỏ nhá các bạn. Đấy, mình sẽ đi xung quanh cái ngôi nhà mình để tìm thú cưng như bạn xem nhá. Con này là con thỏ nhá. Con thỏ này thuộc loài thỏ lông ngắn nhá các bạn, có cái màu vàng luôn nhỉ. Xịn không? Dễ thương không? Cute không các bạn? Ồ, sắc đây các bạn ơi. Kìa. Con này là con gì đây? Con này là con cua nhá các bạn. Con cua này có cái màu vàng này, đẹp lên này. Con cua các bạn, cua đấy. Con cua này không phải con cua đồng nha. Con cua này là con cua
cảnh nha các bạn ơi, nó có cái màu vàng đây này, con cua cảnh màu sắc đây này, đẹp nha. Ui hai con đi ăn nha. Đây con này có cái màu vàng này. Ui xịn xò nhá. Đấy, một con cua rồi nha. Ok, vẫn còn nhá. Để con cua này có cái màu đỏ đây này. Xịn nha, xịn nha. Ui giời xịn đây này. Đấy con cua có màu đỏ đấy các bạn ơi. À, bạn ơi, đấy, con cua nó có cái cảng sắc như cái kiếm luôn đấy các bạn. Đấy con cua này có cái màu đỏ nhỉ. Đấy, mình bắt được hai con cua rồi nha các bạn. Đấy, xịn không? Rất là xịn luôn đúng không nhỉ? Ok, vẫn còn nha các bạn. Ok kìa. Con gì đây? Ui giời. À xịn đây này. Con tôm càng xanh nha các bạn ơi. À, tôm hùm à, tôm Malacca. Đây các bạn, con tôm càng xanh nha. Đấy, con tôm càng đỏ đây này các bạn này. Ui giời ui, con tôm càng đỏ nha. À thế con cua đây này. Con cua này mới gọi là xịn xò đây này. Con cua này là con cua có cái màu vàng đây này các bạn này. Đẹp đây này. Màu vàng luôn nha các bạn. Đấy. Ui con cua đẹp nha. Ui xịn nhờ. Các bạn ơi, ba con cua rồi nha. Hai con tôm. Ui con gì đây? Ui ui. Ui giời, con này con nhện nha các bạn ơi. Con nhện siêu to khổng lồ đây rồi. Con nhện quái vật luôn các bạn ơi. Ui giời kia. Con nhện nó vừa đẻ con kìa. Đấy kìa, xịn nhờ. Đấy các bạn ơi, con nhện đây này. Con nhện nhện mẹ vừa đẻ ra một con nhện con đây này. Ui giời ui. Con nhện siêu to khổng lồ đây này. Đấy. Xịn không? Các bạn ơi, con nhện nha. Đấy, con nhện các bạn ạ. Con nhện siêu to khổng lồ nha. Đây, con ốc sên này các bạn này. Ai con ốc sên các bạn ơi. Ui giời. Con này là con gì nhờ? Con này là con ếch các bạn ơi, con ếch cờ ếch cây này các bạn này, ếch cây đấy các bạn, xịn thò hay, đấy ếch cây đấy các bạn, con ếch đang ngồi trên lưng con ốc sên nhá, xịn nhờ, ok, ok luôn, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá, ok luôn, đấy, ếch cây đấy các bạn, con ếch cây đang ngồi trên lưng con ốc sên nhá, ấy, ôi giời, xịn nhờ, dễ thương không, xem ra thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều những con gà chê con nha các bạn còn đó, cùng đón chờ nhá, ok. Đấy, các bạn cùng quan sát nhé. Mình đang cho gà ăn gạo nhé các bạn. Ok đấy. Con gà màu trắng kia đẹp kìa. Con gà màu gà trống đang ăn rất khỏe luôn. Ok kìa. Anh chạy nhanh thế nhỏ. Ô bạn ơi, con vịt này thuộc loài vịt siêu đẻ trứng nha. Con vịt này có cái màu trắng đây này. À chạy cũng nhanh đấy. Đẹp ấy. Ok rồi. Xịn xò luôn. Dễ thương luôn. Là nhiều những con vịt nhá. Con vịt là mình sẽ bơm nước thêm vào cho cá. Mấy vịt nó bơi với nhau các bạn này. Ok đấy. Vịt các bạn. Vịt siêu kìa. Vịt bầu kìa. Sau một khoảng thời gian bơm nước các bạn thì nước nó đã đầy rồi nhá. Và bây giờ đấy vịt đang bơi kìa bạn kìa. Ui xịn xò con bò thế nhỉ. Ok các bạn ơi.